Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Tin cậy vào lời hứa của Chúa. Điên trên lời Chúa trong Sự Ký Nhì chương 23, câu 12 đến câu 15. Khi Athali nghe tiếng dân sự chạy và chúc tụng vua, thì đi đến cùng dân sự tại trong đền Đức Giê-hô-va. Bà xem thấy vua đứng trên cái sạp tại cửa vào, các quan tướng và kẻ thổi kèn đứng gần bên vua, còn cả dân sự của xứ đều vui mừng và thổi kèn. Lại có những kẻ ca sướng, gảy nhạc khí mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Athali bèn xé áo mình mà la lên rằng: "Phản ngụy, phản ngụy!" Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đòi ra các quan tướng cai trăm người được đặt thống quản đạo quân mà biểu rằng: "Hãy dẫn bà ra ngoài khỏi hàng quân, hễ ai theo bà, khá giết nó bằng gươm." Vì thầy tế lễ đã dặn rằng: "Chớ giết bà tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va." Chúng bèn vạch đường cho bà trở vào cung vua bởi nơi cửa ngựa vào, rồi chúng giết bà tại đó. Cầu gốc của bài học: hãy yên tình trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Thi Thiên 37 câu 7. Câu hỏi suy gẫm: số phận cuối cùng của bà Athali là gì? Tại sao ông Giê-hô-gia-đa không mất hy vọng khi bà Athali chiếm đoạt ngôi báu? Nhờ đâu chúng ta không mất hy vọng và đức tin trước những bất công trong cuộc sống? Kính thưa quý vị, khi bà Athali nghe tiếng chân chạy và tiếng dân chúng tung hô chúc tụng vua ngay lối vào khu vực phía trong đền thờ, nơi các vua thường đứng để nói chuyện với dân chúng, có cả các quan tướng và những thầy tế lễ thổi kèn cùng những người Lê-vi vừa ca hát vừa đánh đàn để hướng dẫn dân sự ca ngợi Chúa, vì âm nhạc và sự chúc tụng Chúa là điều không thể thiếu trong các lễ nghi long trọng vào thời ấy. Bà liền xé áo mình là một hành động thể hiện sự đau buồn, tuyệt vọng và la lên: "Phản ngụy, phản ngụy!" Không ai cứu giúp bà vì ông Giê-hô-gia-đa đã sắp đặt mọi sự để người của bà không thể trà trộn vào. Sự Ký Nhì chương 23 câu 4 đến câu 7. Ông ra lệnh cho các tướng lãnh dẫn bà đi giữa hàng quân ra khỏi khu vực đền thờ để không ai có thể cứu bà. Bất cứ người nào đi theo bà sẽ bị giết, nhưng không được giết bà trong đền thờ để giữ sự thánh sạch của nhà Đức Giê-hô-va. Họ giải bà đến cổng dành để dắt ngựa vào hoàng cung, rồi hạ sát bà tại đó. Vua Giô-ách là dòng dõi của vua David, người thừa kế chính thức, cuối cùng cũng ngồi trên ngôi để cai trị bởi sự thành tín của Đức Chúa Trời. Dù bà Athali có thực hiện mọi thủ đoạn gian ác để chiếm đoạt ngôi vua, thì đến đúng thời điểm của Chúa, vị vua thực sự cũng được đội vương miện để lên ngôi. Tiếng la phản ngụy của bà trước khi bị giết là một tiếng kêu lạc lõng và khôi hài, vì chính bà mới là phản ngụy, kẻ chiếm đoạt ngôi vua. Chính vì đặt lòng tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời về sự cai trị của dòng dõi David, nên thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa vẫn không mất hy vọng khi bà Athali tàn sát các hoàng tử và cướp đoạt ngai vàng. Chính vì không tin vào sự xét đoán của Đức Chúa Trời, nên bà Athali nhận lãnh kết cuộc bi thảm của kẻ ác. Dù ma quỷ có thực hiện mọi thủ đoạn gian ác để chiếm lấy quyền cai trị thế gian, nhưng cuối cùng, Đấng Christ, hậu tự của vua David cũng sẽ cai trị mãi mãi. Khải Huyền chương 5 câu 5 và chương 11 câu 15. Lời Chúa khẳng định, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Galati chương 6 câu 7 và câu 8 phần A.
Khi tin cậy vào lời hứa của Chúa, chúng ta sẽ không phiền lòng và mất hy vọng khi thấy kẻ ác được thịnh vượng, vì công lý của Chúa sẽ luôn được thực thi. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con cứ tin cậy Chúa và lời hứa của Ngài, để con cất bỏ khỏi lòng con sự phiền muộn vì những bất công trong đời tạm này. Xin cho con luôn vững tin nơi sự thành tín của Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đánh mất hy vọng và đức tin khi nhìn thấy những bất công trong cuộc sống không? Tin cậy lời hứa của Cha, không mất hy vọng dẫu là gian nan, đợi chờ ý định Chúa ban, đến ngày Chúa đến ngập tràn niềm vui. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.